Anh ơi, anh ơi. Gì đâu? Ôi! Ủa? Có gì bắt lên cứu bé xuống nè. Từ từ để chị kiếm rồi chị bắt cứu bé nè. Trời ơi, ai đi đá đi trời ơi. Ơ giờ đây nè. Ơ trời ơi, té gì vậy? Trời đất ơi. Trời ơi. Trời ơi. Rồi xong rồi. Cái gì? Rồi xong rồi. Đây có đồ chơi nè, có đồ chơi nè. Ôi đâu chơi ra vậy nè trời. Ủa đâu ra cái gì trời. Ồ nó ăn gà trời, nó ăn mình nó phun phía nước miếng hết luôn. Nhưng mà nó là tổng thống của làng mình đó. Bây giờ phải dạy nó đi. À. Bú sữa. Bây giờ phải nuôi nó đi trời. Bú sữa. Thôi bây giờ em có phương pháp để trị cái đứa nhóc này rồi. Bây giờ giùm mi với lại Nha Bi dạy nó đi. Tụi em đi về. Ok á. Thằng này. Trời ơi, chị là con gái, chị là chị biết nhảy đó chứ em sao biết chạy? Em vậy là em bây giờ. Quay con gái là biết chạy đúng không? Đó là con trai thì tụi bay là con trai, tụi bay chơi với nó đúng không còn gì? Không anh ơi. Vậy chị muốn em chạy đúng không? Còn nó cống luôn, nó cống luôn rồi cái thỏi nó cái thỏi gì đó chạy chạy bay. Chị sẽ dạy cho gỗ nè. Đây ở đây có cái cây nè. Đốn cái cây này cho chị đi. Chở lên. Đốn cái cây này chị. Ừ, đốn đi. Không được. Em làm vợ đi làm nha vợ. Đập mạnh lên, em đập mạnh lên là được nghe. Không được. Trời ơi, dở quá chị ơi. Trời ơi, nó mới con trai chị nó chạy rồi trời. Mạnh lên. Ừ. Nó còn wow. Trời ơi, xong luôn. Bóp. Ui giời. Bóp. Em giặt giỏi quá, chị bị đứng luôn. Bây giờ đi vô nhà đi. Em bé dẫn hả? Nó vô nhà chị Na Bi kìa. Nhà chị Na Bi lại. Mới vừa hả? Ồ, còn vô nhà kìa các bạn. Ok, vô. Ê, để chị đi mua sữa cho em nha. Ok. Đây là chơi ông nè. Nó. Chị Na Bi cũng đi luôn ấy. Để bọn em chăm sóc mày. Đi mua sữa. Để chị đi mua kem cho em ăn nha. Ok. Ok luôn. Bây giờ nên làm gì với nó đây ta? Ê, quay, dạy bài học này vui lắm mày quay. Đúng rồi, đúng rồi đó. Em ơi. Bây giờ anh có một bài học này. Học xong anh sẽ mua hết sữa cho em luôn. Nhưng mà em phải làm cái này đó nha. Ok. Đây, bây giờ em hãy cầm cái đó đặt TNT và cho nổ cái căn nhà này đi. Trời ơi. Vui lắm. Nó kêu mình đặt TNT cho cái nhà này. Hello, chị về nè. Đặt đi. Đặt sao vậy? Ai đưa cho em mấy cái trò này? Bị khùng hả? Trời ơi, cái gì vậy? Ôi, thằng nhóc này hư nha mày. Mày lấy tin ti đâu đây mày? Mày cho mày này dám đưa cho em con bé đúng không các bạn? Không dễ dàng như vậy đâu. Lục trong nhà chị Na Bi á. Trong nhà chị Na Bi. Thôi đây chị cho sữa nè. Quá trời luôn. Có sữa đâu. Hai thằng khứa. Hai khứa này quay làm gì nãy giờ ở nhà tao? Làm có làm gì đâu, nhà chị đi giống nhà chị vẫn kêu đặt bơm á, kêu đặt bơm á. Nhóc nó bậy nha. Nó xạo á. Nè, tôi nói cho mấy người nghe nha, mấy người mà không giữ đàng hoàng đi tôi giết mấy người chết đó. Đúng rồi, giết người chết kêu là mấy người chết á. Đâu, chẹt, cút đi chỗ khác. Ôi dạ, đi đuổi luôn à. Đó, nhà của em nè. Nè ơi. Gì vậy? Trời ơi, nghĩ sao cho cái nhà chuồng chó cho tôi vậy? Trời ơi, chuồng chó, chuồng chó. Rồi đó, thêm này nè, hợp lý nè. Thằng chi này mất dạy gì chứ. Lý trời. Hợp lý. Wi wi wi. Ồ có hàng bí mật. Đây lên đây. Đó có hàng bí mật. Chị sẽ ra nhà cho em trên đây. Ok. Wow. Đó em chịu không? Em chịu chỗ này không? Chịu. Ơi trời. Đi, trong đây có nhà nè. Đây 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 quay. Đừng có ra đây quay. Phù hỷ, phù hỷ. Á đồ ơi trời. Phù hỷ này ơi. Cái gì vậy? Nó chạy. Bánh gì á? Trời ơi. Ôi. Thôi, chạy đi.
Trời ơi, không thấy. Đi rồi, phá phá nhà đi, phá nhà đi, đúng rồi, phá nhà đi. Quậy quá vậy nè, đừng có quậy nhà chị chứ. Ui, ui. Thôi okay. Được rồi, chúng ta phải dạy đứa trẻ này như là một đứa trẻ ngoan để nó còn trở thành tổng thống cho cái làng của tụi mình nữa. Đúng, em là tổng đúng thống rồi. Tương lai. Thả tôi đi thay đồ cô giáo tôi dạy nó. Ôi, ok. Trời ơi, Jimmy đúng là chuyên nghiệp thật các bạn ơi. Trời ơi, thay đồ cô giáo đi dạy cho tổng thống luôn, ghê thiệt. Để coi dạy tổng thống cái gì đây. Ok. Mấy đứa lên ghế ngồi đi. Ok. Ok, và hôm nay cô xin giới thiệu cô chính là cô Jimmy. Năm nay cô 20 tuổi, cô chưa có học xong hết nhưng mà cô sẽ dạy em. Học anh. Ok. Bài học đầu tiên là đừng quên đó. Trời ơi. Trời ơi, cô bé xẹo. Méo xẹo luôn là cô hiểu cô học cái gì không? Để cô làm lại. Ok. Oh, wow. Bài rồi. Hiểu chưa? Ủa này là gì vậy? Không hiểu gì hết. Bài này thì cô xin giới thiệu, đây là cướp và nó bắt nạt chúng ta chính là Quy. Còn đây chính là Hi Ha khi mà nó kêu đưa tiền. Hiểu không? Chúng ta tôi mà đưa vậy? Là chúng ta ngu. Hiểu chưa? Chúng ta ngu. Chúng ta ngu. Chúng ta không nên được đưa. Còn bên đây chính là khi mà nó làm như vậy với chúng ta, hiểu không? Chúng ta không đưa tiền mà nhốt nó vô tù luôn. Hiểu chưa tổng thống Hi Ha? Hiểu 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 hiểu. Chị ai hiểu? Người khác quá. Đi sẽ lấy tôi vậy bạn. Đó, giờ tiếp theo cô sẽ dạy bài tiếp. Chính là bài này. Thôi kệ đi, trời ơi. Đó. Ok, chọn nè. Trình độ vẽ của cô thì cô biết là 10 trên 10 rồi. Nên mấy đứa khỏi gần khang. Bây giờ khi đốt nhà, khi phá hoại tài sản của người khác thì chúng ta sẽ bị vô đâu? Em biết không Mia? Trả lời thử cô xem. Châu Châu. Đúng rồi, đúng rồi. Một miếng dưa hấu vì cái tính quá thông minh. Trời ơi. Ăn kìa, ăn kìa. Khi mà gặp người khác thì chúng ta sẽ luôn luôn hello, hi, xin chào, hiểu chưa? Hiểu rồi. Đây chính là trời cô và Nam Huy. Nam Huy lên, ép coi em nó coi. Ok luôn. Chào bà nha. Xin chào bà nha. Xin chào. Trời ơi, bà có thấy là tôi hôm nay xinh hơn. Tôi nhạt nhẽo quá đấy ơi. Trời ơi. Ai? Cút ra ngoài. Có tiền không cho mượn đi. Ôi trời ơi, đúng rồi ơi. Tôi có cái này cho ông mượn nè. Có gì vậy? Cái này chính là cái gì? Này thì lấy tiền khi mà chúng ta bị bói tiền thì chúng ta phải thẳng thắn lại, em hiểu không? Em hiểu rồi. Tân giỏi quá à. Ok, bây giờ giải tán. Giải tán. Ok, đi sao vậy hả? Học cái gì vậy? Đi gì bài vậy? Trời ơi. Gì lẹ vậy? Trời ơi, em tới đây. Thôi. Để anh nói cho em nghe. Mấy cái bác cô bà chị đó, chị dạy em đó. Chết rồi, vậy sai rồi. Buồn ngủ quá. Vậy tư tưởng lệch lạc như vậy là không có được. Buồn ngủ ghê luôn á. Được rồi, bây giờ anh chỉ một bài hay hơn nè. Nói chung á, anh là chùm cho anh trong ở trong đây nè. Đúng rồi, anh cho luôn. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn em cách cho. Mà một cái cho xong là vui, siêu vui luôn. Không có nhầm chán như mấy cái gì vậy. Nè, nhà cái chị Trúc Tím hồi nãy nè. Bây giờ đúng rồi, lấy đi. Ôi, dạ, bây giờ anh. Ôi, trời ơi. Có người kìa. Qua đây trước. Trời ơi. Đi đâu vậy? Không gì đâu, đi chơi cho vui mà. Đi đâu còn lâu mới nói. Ok. Đưa cho nhóc đi. Đó, bây giờ cầm cái đó đặt xung quanh cái nhà này xong rồi nè. Là cái đó. Đúng rồi. Cái này là cái đồ mà gọi là bắn pháo hoa, nhìn đẹp cực. Một cái pháo hoa. Bây giờ làm gì? Em cầm này xong rồi, em kích hoạt cái TNT đó là nổ kích hoạt to luôn. Ôi. Ôi, nó dạy cho em bé chơi TNT. Trời ơi, đó, vui chơi. Trốn hả? Trốn ở đâu? Vui. Qua đây nó mới vui. Ở đâu? Qua đâu? Anh trong nhà kìa. Qua đây. No. Vừa nghe tin sáng nay, Quy dám dạy tổng thống làng của mình quậy phá làng hả? Nhưng cảnh sát hôm nay đã ra tay. Thằng Quy ở đâu? Thằng Quy sẽ bị giết. Trời ơi, Quy ơi, ghê quá vậy. Ghê quá hả? Anh có này nè. Đây chính là kim cương nổ. Bây giờ em hãy đặt cái kim cương nổ đó tặng cho Jimmy. Trước cửa. Đúng rồi. Nói là ra, em tặng cho Jimmy nè. Là nổ một cái đùng. Đừng đụng nha. Cái gì vậy? Gì đâu? Anh ơi!
tao bụng. Quay lại đó chị, quay lại đó. Anh Huy, anh Huy đặt bơm em. Anh Huy đặt bơm em nổ lên trời luôn. Anh Huy đặt bơm này là sao? Đúng rồi nè. Không, anh Huy nè, quăng cái này nè, làm cho em nổ bay lên trời luôn. Mày đứng, mày đặt cái đó cho tao. Mày cho mày bay lại, mày với thằng A Chi nha. Anh Huy á, anh Huy á, anh Huy á. Đi vô tù nha Huy. Trời ơi. Chúng ta không chơi nên chơi những cái vật nguy hiểm như vậy, em hiểu chưa? Em là phải là sau này em sẽ trở thành một con người giúp đỡ cái làng này rất là nhiều. Bởi vì vậy bây giờ, từ bây giờ em phải biết trở thành một người tốt. Đừng có nghe theo lời của xúi dục của thằng kia. Vậy bây giờ em phải làm gì? Ô, sống. Đây chính là băng đạn. Từ nay mấy thằng khi mà dũng em đi quậy, em cứ bắn nó để cho nó tự dăng vô tù cho chị, hiểu chưa? Bắt vô tù, bây giờ đi bắt vô tù hả? Đúng rồi. Ôi trời ơi, em chẳng thấy cái này thì em cứ thoải mái em xử lý tụi nó, nghe chưa? Ôi cái tay em bị dướng luôn rồi, tay nhìn ghê quá. Ok. Thằng này đi, hôm nay không đi làm nhiệm vụ. Quay. Cái tên kia. Ai quay? Bắt tên đó. Bắt vô tù. A là tổng thống nè. Còn một tên nữa đâu? Chị Nhâm Mây đi xuống dây bé vậy? Còn một tên ai nha? Còn tên nữa đâu? Quay đâu rồi? Trốn rồi. Nó chạy bên kia kìa. Đâu hàng đi. Đâu? Nè, bắn đi. Nè, bắn gọi. Trời. Nhắm mày đâu đây? Bắn bây giờ đó nghe. À, bố láo hả? Mới nhỏ tí đó là mất dạy người anh à. Công chúa ơi. Trời ơi, dám đánh tổng thống kìa. Anh đang nằm đâu bắn á. Oh no. Thử tử á. Đi lên, đi theo tôi. Đi đâu? Đi vô tù. Ôi có súng à, nghe, bắn bây giờ nghe. Chết rồi, vậy hư rồi, cái này là bị vậy hư lắm. Nhanh lên. Châu. Thay đồ. Thay đồ, vô tù nha. Thay đồ gì đó. Nhanh lên, không thôi ta bắn bây giờ đó nghe. Bà Nabi làm cảnh sát gì mà hôm nay không lo đi làm nhiệm vụ? Bà Nabi đi làm cảnh sát gì không đi làm nhiệm vụ? Bắn bà hôm nay quá là buồn ngủ. Chạy bậy bậy không được. Làm việc cái kỳ cục kẹo hết. Đúng rồi. Hôm nay cuối tuần người ta không được nghỉ nữa mấy bà nội kỳ gơ. Bấm chưa? Mở cửa, mở cửa. Đi ra. Còn tên nữa đâu? Tới, bên tận. Xong vô luôn đây. Nhanh lên. Bước vô. Khỏi chừng tao đó. Một người đi ra coi nào. Đi vô. Con này đi vô trong này. Nhanh lên. Trời ơi, mấy người dạy con, mày dạy con nít kiểu gì bây giờ nó Wee. Được rồi. Xứng đáng trở thành một tổng thống của cái làng tinh tố này. Ok chị. Được rồi, đi về nhà thôi. Làm bây giờ cái nhà tôi phải sửa lại nữa. Trời, nhà em ơi, sửa gấp đôi nè chị.